hành giả có được sự quán niệm gồm hai khía cạnh nói trên thì có thể bảo rằng vì tập quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Đoạn 237. Đoạn 4 câu này chỉ đề cập đến tuệ thuần túy, trong khi 3 đoạn 4 câu trên thì đề cập đến định và tuệ. Trên đây là giải thích về sự tu tập niệm hơi thở với 16 đề mục cần được hiểu. Kết luận: pháp niệm hơi thở với 16 đề mục trên đây như vậy có kết quả lớn, có lợi ích lớn. Đoạn 238. Sự lợi ích lớn của nó cần được hiểu ở đây là an tịnh vì kinh dạy. Và này các tỷ kheo, sự tập trung nhờ niệm hơi thở nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, là vừa an tịnh vừa cao cả, vân vân. Xem tương ưng chương 5, 231. Và vì nó có thể cắt đoạn tầm tư duy, vì nó là một lạc trú an tịnh cao cả không ô nhiễm, nên nó cắt đứt sự tán loạn do tầm chướng ngại định, và nó giữ tâm chỉ trú trên hơi thở làm đối tượng. Vậy thì kinh dạy rằng niệm hơi thở cần được tu tập để đoạn tầm tư duy. Xem A chương 4 353. Đoạn 239. Lại nữa, lợi ích lớn của nó cần được hiểu là điều kiện căn bản để cho sự viên mãn, minh kiến và giải thoát. Vì Đức Thế Tôn dạy, này các tỷ kheo, niệm hơi thở khi được tu tập, được làm cho sung mãn, viên mãn bốn niệm trú. Bốn niệm trú xứ khi được tu tập, được làm cho sung mãn, viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, viên mãn, minh kiến và giải thoát. Xem M chương 3, 82. Đoạn 240. Lại nữa, lợi ích lớn của nó cần được hiểu là ở chỗ nó khiến cho ta biết được hơi thở vô thở ra cuối cùng. Vì Đức Thế Tôn dạy, này Rahula, khi niệm hơi thở được tu tập như thế, được làm cho sung mãn, thì ngay cả hơi thở cuối cùng cũng được biết đến khi chúng chấm dứt, không phải không biết. Xem M chương 1 425-6. Đoạn 241. Ở đây có ba loại hơi thở cuối cùng khi chấm dứt, đó là cuối cùng trong các hữu, cuối cùng trong các thiền và cuối cùng trong sự chết. Vì những hơi thở vô thở ra chỉ phát sinh ở dục hữu mà không phát sinh ở sắc hữu và vô sắc hữu, nên có những hơi thở cuối cùng trong các hữu. Trong các thiền, hơi thở chỉ hiện hữu ở ba thiền đầu, không hiện hữu ở thiền thứ tư. Do vậy có hơi thở cuối cùng thiền định. Những hơi thở khởi lên theo tốc hành tâm thứ 16 đi trước tử tâm, chấm dứt cùng với tử tâm, gọi là những hơi thở cuối cùng trong cái chết. Đoạn 242. Khi một tỷ kheo đã tu tập đầy một thiền này, thì vào lúc khởi lên tốc hành tâm thứ 16 trước tử tâm, nếu vị ấy chú ý đến sự sinh khởi của những hơi thở cuối cùng ấy, thì tướng sinh của chúng hiện rõ nơi vị ấy. Nếu chú ý đến tướng trú, thì tướng trú hiện rõ. Nếu chú ý đến tướng diệt, thì tướng diệt hiện rõ cho vị ấy. Và như vậy là nhờ vị ấy đã hoàn toàn phân biệt được hơi thở vô hơi thở ra làm đối tượng. Đoạn 243. Khi một tỳ kheo đã đắc A La Hán quả nhờ sự tu tập một đề mục nào khác, thì vị ấy có thể định được thọ mạng của mình còn bao lâu, mà cũng có thể không định được. Nhưng khi vị ấy đắc quả do tu tập đề mục kiền này, thì vị ấy luôn luôn có thể định được thời chết của mình. Vị ấy biết các hành duy trì sinh mạng ta bây giờ chỉ còn tiếp tục đến chừng ấy, không lâu hơn. Do đó, vị ấy chuẩn bị tắm rửa, thay y phục rồi nhắm mắt. Như trường hợp trưởng lão Tissa ở tu viện Katapapata, trưởng lão Mahatissa ở tu viện Maha Karanjiya, trưởng lão người khất thực ở Dương quốc
Devaputa và như hai anh em trưởng lão ở tu viện Sitala Papata. Đoạn 244. Đây là một câu chuyện tỷ dụ. Sau khi tụng giới bổn Patimokkha vào ngày rằm Bồ Tát, một trong hai vị trưởng lão vốn là hai anh em đi đến trú xứ của mình, được vây quanh bởi toàn thể tăng chúng. Khi đứng ngắm trăng, ngài nhẩm tính các hành duy trì thọ mạng của bản thân và bảo tăng chúng: từ trước tới nay các ông đã thấy những tỷ kheo niết bàn theo kiểu nào? Người thì đáp: từ trước tới nay con thấy các vị nhập niết bàn khi còn ngồi trên tòa. Người khác nói: con đã thấy những vị ngồi kiết già giữa trời mà nhập niết bàn. Vị trưởng lão nói: bây giờ ta sẽ cho chư hiền thấy một người nhập niết bàn trong lúc đang đi bách bộ. Rồi ngài vạch một đường trên khoảnh sân đi dạo, bảo: ta sẽ đi từ đầu đường đến cuối rồi trở lại, khi đến đằng mức này ta sẽ đạt niết bàn. Nói xong, ngài bước lên con đường kinh hành và đi đến đầu kia. Khi trở về, ngài nhập niết bàn ngay lúc bước lên lằn đã vạch. Bởi vậy, người có trí hãy để dành thì giờ tu tập niệm hơi thở, vì có nhiều lợi ích. Trên đây là giải thích chi tiết về niệm hơi thở. Quán về tịch diệt niết bàn. Đoạn 245. Một người muốn tu tập niệm diệt, hãy đi vào độc cư để tưởng đến những đức đặc biệt của niết bàn. Nói cách khác là sự tịnh chỉ tất cả các khổ như sau: này các tỷ kheo, dầu cho loại pháp nào, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sinh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham, đoạn diệt niết bàn. Xem A, chương 2, 34. Đoạn 246. Pháp là những tính chất cá biệt, hữu di hay vô di, do các duyên nhóm họp mà thành hay không do duyên nhóm họp mà thành. Ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp. Trong tất cả pháp hữu di và vô di thì ly tham được gọi là cao nhất, tốt nhất. Đoạn 247. Ở đây ly tham không phải chỉ là sự dán bóng tâm tham, mà đúng hơn ở đây sự nhiếp phục kiêu mạn, vân vân, niết bàn, được gọi là ly tham. Ly tham được gọi là nhiếp phục kiêu mạn vì khi đạt đến ly tham thì tất cả các thứ kiêu mạn được nhiếp phục, được cởi bỏ. Ly tham được gọi là nhiếp phục khát ái vì khi đạt đến ly tham thì mọi khát ái đối với dục lạc bị loại bỏ, bị dập tắt. Ly tham được gọi là nhổ lên tham ái vì khi đạt đến ly tham, sự nương tựa vào năm dục công đức bị bãi bỏ, được gọi là sự chặt đứt tái sinh. Vì khi đạt đến ly tham thì dòng luân chuyển trong ba quải hữu được chấm dứt, được gọi là đoạn diệt tham ái. Vì khi đạt đến ly tham thì tham ái bị phá hủy hoàn toàn, tan tạ, chấm dứt, được gọi là niết bàn. Vì đi ra khỏi, thoát ly, không liên hệ với khác ái, mà thông thường còn có tên là sự chấp thủ, vì bằng cách bảo đảm sự tái sinh tương tục. Khác ái là yếu tố nối liền, liên kết, gắn bó bốn loài chúng sinh, năm thú, bảy thức và chín cõi. Đoạn 248. Trên đây là cách niệm diệt hay niết bàn theo những đặc tính của nó, khởi đầu là ly tham. Nhưng niết bàn còn nên tưởng niệm theo những đức tính đặc biệt khác mà Đức Thế Tôn đã mô tả trong các kinh như: này các tỷ kheo, ta sẽ dạy cho các ngươi cái vô vi, không được tạo tác, vân vân, chân lý, bỉ ngạn, tức bờ bên kia, cái khó thấy, cái bất hoại, cái trường cửu, cái không biến dị, cái bất tử, cái hiền thiện, cái an ổn, cái kỳ diệu, cái nguyên vẹn, cái không sầu, cái thanh tịnh, hòn đảo, chỗ trú, vân vân. Xem S, chương 4, 360, 72. Đoạn 249. Khi hành giả tưởng đến tịch diệt
với những đức tính đặc biệt ly tham vân vân. Theo cách ấy thì ngay lúc ấy tâm vị ấy không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh. Ngay lúc ấy tâm vị ấy được chất trực vì ảnh hưởng của tịch diệt, niết bàn. Bởi vậy khi hành giả đã trừ khử những triền cái theo cách đã nói trong phần tưởng niệm về đấng giác ngộ, tức niệm Phật vân vân, những thiền chi khởi lên trong một sát na duy nhất, nhưng do bởi những đức sâu xa của niết bàn, hoặc vì hành giả bận tưởng niệm nhiều đức tính khác nhau, nên thiền khởi lên chỉ là cận hành định mà không đạt đến định an chỉ. Và thiền ấy cũng được gọi là niệm về tịch diệt, bởi vì nó khởi lên nhờ những đức đặc biệt của tịch diệt. Đoạn 250. Và cũng như trong trường hợp sáu tưởng niệm diệt này cũng chỉ đi đến viên mãn nơi một vị thánh đệ tử, tuy vậy nó cũng có thể làm đối tượng nhớ nghĩ cho một người thường ái lạc niết bàn, bởi vì chỉ nghe nói không thôi cũng làm cho tâm phát sinh tính nhạo. Đoạn 251. Một vị tỷ kheo chuyên tâm tưởng đến tịch diệt như vậy, thường ngủ trong an lạc và thức trong an lạc, các căn tịch tịnh, tâm an bình, vị ấy có tàm quý, tin tưởng, quyết định đạt đến quả cao, được sự tôn trọng cung kính của những vị đồng phạm hạnh. Và ngay dù vị ấy không chứng nhập được cái gì cao hơn, ít nhất cũng hướng đến một thiện thú. Bởi thế người có trí, chuyên tu không biết mệt, pháp tưởng niệm tịch diệt đem lại nhiều thiện báo. Trên đây là niệm diệt được giải thích chi tiết. Chương 8 này gọi là mô tả các tùy niệm kể như những đề mục thiền ở trong phần luận giải về sự tu tập định trong thanh tịnh đạo, được biên soạn với mục đích làm cho những người lành được hoan hỷ.